Chào tất cả anh em nhé. Giới thiệu anh em khuôn 5.5 thì mình đây. Mình mới làm xong lô chụp cái khuôn này. Chỉ luôn nóng sẵn này. Đổ vào này. Gạt ra sang này. Đó, rất thuận tiện. Mở ra này. Các bạn nhìn không? Rất đều mà đẹp. Làm rất nhanh hiệu quả. Đây, nhìn gáy này. Cái váy nó rất đều luôn. Còn thấy không? Đây. Rất đều, rất đẹp. Váy rất đều. Đấy. Còn nhìn thấy không? Kéo rất đều luôn. Đấy. Anh nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại mình đây. Khuôn đổ nhé. Khuôn đổ không phải đóng, không phải đục đẽo, không phải ốc ếch gì nhé. Không phải eto hay tiếc gì cả, phải chưa? Rất chi là tiện lợi cho anh em. Khuôn kẹo 5.5, 5.52 5.6. Có nhiều bác cũng gọi hỏi 4.5 bọn em không làm đâu nhé. 6.35 này còn có mấy cái, 4.5 này không làm đâu. Rất nhanh, rất tiện. Đổ xẹt 15-20 phút được cân rồi. Rẻ, rất rẻ cho anh em đi mua. Chờ đợi rất lâu này, tiện mình có mình về mình làm. Vào chờ chìa trên miệng khô kéo xẹt sang này. Đấy, 6 viên như 6 viên đều tăm tắp, quay sát đây cho nhìn. Đấy, rất bóng và đều, rất chuẩn luôn. Khuôn nào cũng như khuôn nào nhé. Sáu viên này. Đấy, rất đều.